Dạ em xin chào các bác các anh đã ghé tới kênh Giày Si Sài Gòn ạ. Shop em tại địa chỉ 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 và quận Bình Thạnh ạ. Nếu các bác nào mà có ở Sài Gòn thì ghé 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 và quận Bình Thạnh ủng hộ shop em với nhá. Hôm nay em lên rất là nhiều mẫu giày tây, giày lười cho các bác mang đi làm và đi chơi ạ. Mẫu đầu tiên em lên cho các bác đó là một em Chuka, dáng hơi độc lạ chút xíu nha các bác. Các bác nào mà ham độc lạ thì em này là quá đẹp này các bác. Rất là bụi bặm luôn, mũi nó là mũi nhọn nó như mũi cá kìm. Thiết kế của em bên hông là có khóa này cho các bác này. Đó, xài bằng xẹp bên hông nè, kéo bên hông nè, sọc lên sọc vào ra nó rất là dễ luôn đấy. Dòng này các bác có thể phối quần tây, quần jean hay là kaki đều được nha các bác. Đó, mũi nó hơi nhọn nha. Đó, form dáng rất là đẹp này các bác, mũi nhọn nha các bác. Đó, mũi nhọn size chuẩn em đó là size 41 nha các bác, size 41 đế da khâu. Đế da khâu đến từ Italy, chuẩn size 41 nha các bác. Đế da khâu đã được dán chút trơn nha các bác. Size chuẩn em đó là size 41 ạ. Đó, form dáng độc lạ nha các bác. Đó, bên hông có khóa kéo này, rất là tiện lợi luôn. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em đó là mã C63, size 41, giá 700k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày người công sở, size chuẩn của em đó là size 39 nha các bác. Màu của em đó là màu nâu đậm, màu nâu đậm size 39 ạ. Đó, form dáng rất đẹp này các bác. Đó, mặt da rất là ok luôn. Màu của em đó là màu nâu đậm nha các bác. Size chuẩn của em đó là size 39 ạ. Bộ đế nó còn rất là mới này các bác. Đó, thương hiệu Tandy đến từ Hàn Quốc nha các bác. Size chuẩn của em đó là size 39 ạ. Size 39 ạ. Lòng trong của em nó phun ra toàn bộ nha các bác. Rất đẹp luôn. Size chuẩn em đó là size 39 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em đó là mã C53, size 39, giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác một em Butsu ạ. Một em Butsu thương hiệu Regal nha các bác. Một em Butsu thương hiệu Regal. Màu của em nó là màu xanh đen nha các bác, màu xanh đen. Size chuẩn em là size 38 ạ. Đôi này rất là bé nha các bác. Size chuẩn em đó là size 38 thôi ạ. Size 38 thương hiệu Regal đến từ Nhật Bản nha các bác. Thương hiệu Regal, đế da này, trên đây là đế cao su nha các bác. Đấy. Form dáng rất là đẹp luôn. Dòng này có thể lên còn sọt còn jean đừng đi chơi khỏi cần mang vớ nha các bác. Thương hiệu Regal đến từ Nhật Bản nha các bác. Thương hiệu Regal đến từ Nhật ạ. Size chuẩn em đó là size 38 nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em đó là mã C60. C60 size 38 giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây. Một em giày tây. Da của em nó là da thuộc dạng da bò phối, da lươn này các bác, da lươn rất là mỏng bóng nha các bác. Đó. Da hàng độc lạ luôn nha các bác. Da này rất là hiếm luôn. Size chuẩn của em nó là size 41 nha các bác. Size 41. Thiết kế da lươn nha các bác. Đó. Da này da ba lươn nó mỏng mỏng này các bác. Nhanh nhanh mỏng mỏng nha các bác. Size chuẩn kem nó là size 41 ạ. Đó, đế của em nó là đế da. Đế da đã được dán chống trơn nha các bác. Đó, đế da đến từ Italy ạ. Size chuẩn kem nó là size 41. Size 41 nha các bác. Dòng da độc lạ. Đó, da lươn. Đó, lòng trong của em nó là phun da toàn bộ này các bác, rất đẹp luôn. Size chuẩn kem nó là size 41 nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em đó là mã C50. C50 size 41 giá 600k. Tiếp tục em lên cho các bác một em sneaker. Size chuẩn em đó là size 39.5 nha các bác. Size 39.5 ạ. Dòng này thì em đã khâu viền rất là chắc chắn rồi, cho nên mà dòng này các bác có thể phối quần sọc, quần jean, quần kaki. Mình đi làm, đi chơi rất là tiện lợi và rất là êm chân nha các bác. Dòng này thì bao bền rồi các bác, tại vì dòng này nó khâu rất là chắc chắn rồi nha. Size chuẩn kem đó là size 39.5 ạ. Size 39.5. Thương hiệu Mitsubishi đến từ Hàn Quốc nha các bác. Mitsubishi đến từ Hàn Quốc ạ. Size chuẩn kem đó là size 39.5. Lòng trong của em nó là phun ra toàn bộ ạ. Rất đẹp luôn ạ. Size chuẩn kem đó là size 250cm, tương đương 39.5 nha các bác. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em đó là mã C66, size 39.5, giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười công sở này các bác.
Đó, em này rất là đẹp luôn này các bác. Chỗ này là của em đó là dập phân vắt cá sấu nha các bác. Chỗ này là da bò trơn nè, chỗ này dập phân cá sấu nè. Size chuẩn của em đó là size 41 nha các bác. Rất là đẹp luôn ạ, đôi này còn rất là mới nha các bác. Size chuẩn của em đó là size 41 ạ, da bò dập phân cá sấu ạ. Bộ đế em còn rất là đẹp nè các bác. Đó, size chuẩn của em đó là size 41 nha các bác. Size 41 ạ. Lòng trong của em nó là phun da dập hiệu toàn bộ này các bác, rất đẹp luôn. Size chuẩn của em nó là size 41 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì em book giùm em, nó là mã C56 size 41 giá 500k. Tiếp tục một em giày tây công sở màu nâu đỏ nha các bác. Em này màu nâu đỏ, size chuẩn của em nó là size 39 ạ. Size 39 màu nâu màu vàng bò nha các bác. Màu nâu nâu vàng bò nha. Size chuẩn cho nó là size 39 ạ. Rất là đẹp luôn này các bác. Dòng này còn tay còn jean kaki đều ok nha các bác. Size chuẩn cho nó là size 39 ạ. Lòng trong của em nó là phun da toàn bộ rất đẹp nha các bác, rất là êm luôn. Đấy. Màu của em rất là đẹp này các bác. Đó. Độ mới em này còn khá là cao nha các bác. Để em nó còn rất là đẹp, thương hiệu Tân Đi đến từ Hàn Quốc nha các bác. Tân Đi đến từ Hàn Quốc ạ. Size chuẩn của em nó là size 39. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã C51 size 39 giá 500k. Tiếp tục em đi nha các bác, một em công sở. Một em giày tây công sở size chuẩn cho em đó là size 40.5 nha các bác. Size chuẩn là 40.5 ạ. Đó, mặt da rất đẹp nè các bác. Đó, form dáng rất đẹp luôn. Size chuẩn cho em đó là size 40.5. Thiết kế của em đó là đế da nha các bác. Đế da đã khâu và đã có chống trơn, rất là bao bền chắc chắn luôn nha các bác. Size chuẩn của em đó là size 40.5 ạ. Size 40.5. Lòng trong của em nó dập hiệu phun da toàn bộ rất đẹp này các bác. Vàng chó luôn. Đấy. Thương hiệu nó dập bên trong này các bác. Size chuẩn của em đó là size 41 ạ. À 40.5 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã C55 size 40.5 giá 500k. Em đây nha các bác, một em công sở. Size chuẩn của em đó là size 4 size 39.5 nha các bác. Màu đen size 39.5. Form dáng rất đẹp nè các bác. Đó. Size chuẩn của em đó là size 39.5 nha các bác. 39.5. Đó, mặt da nó có 2G này rất là đẹp luôn nè các bác, mang không bao giờ bị gập chân cả. Đó, rất đẹp luôn. Size chuẩn của em đó là size 39.5 nha các bác. Thương hiệu Ique đến từ Hàn Quốc ạ. Size chuẩn là 39.5. Thương hiệu Ique đến từ Hàn Quốc nha các bác. Size chuẩn 39.5. Đó, lòng trong của em nó dập hiệu Ique nha các bác. Rất đẹp luôn ạ. Size chuẩn cho nó là size 39.5. Bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã C57 size 39.5 giá 500k. Tiếp tục em lên nha các bác, một em giày lười Rigo ạ. Một em giày lười Rigo đến từ Nhật Bản nha các bác. Đó, màu này rất đẹp luôn này, màu này độc lạ nha các bác. Màu ánh tím nha các bác, màu xám xám tím á. Thương hiệu Rigo đến từ Nhật Bản ạ. Dòng này thì size chuẩn cho nó là size 40.5. Bác nào trên 41 bon chen ok nha. 40.5 đến 41 nha. Đó, màu rất độc lạ luôn ạ. Đó, rất đẹp luôn. Size chuẩn cho nó là size 40.5 trên 41 ạ. 40.5 trên 41. Thương hiệu Rigo đến từ Nhật Bản nha các bác. Đó, size lòng trong của em nó rất đẹp này các bác. Size số nó dập bên trong đây. Đó, thương hiệu Rigo đến từ Nhật Bản ạ. Đó, bộ đế nó còn rất là đẹp này các bác. Thương hiệu Rigo trên 255cm là chuẩn 2 chỉnh size 40.5 nha các bác. 41 con chen ok nha các bác. Đó. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em, đó là mã C52. C52 size 40.5 giá 500k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây. Form trơn đơn giản này các bác. Dòng này các bác có thể phối quần tây, quần jean hay là quần kaki đều ok nha các bác. Form này rất là dễ phối đồ ạ. Form trơn đơn giản. Size chuẩn em đó là size 41 nha các bác. Mặt da rất là láng mịn luôn. Da thì khá là dày dặn. Sờ cảm giác rất là mềm tay nha các bác. Da này rất là mềm ạ. Size chuẩn em đó là size 41 nha các bác. Size 41 ạ. Đế em nó thiết kế đế xốp nên mình mang cảm giác rất là nhẹ và êm chân nha các bác. Size chuẩn của em nó là size 41 ạ.
lồng trong của em là phun da toàn bộ này các bác, rất đẹp luôn. Size chuẩn em là size 41 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã C64, size 41, giá 500k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em để trên màn hình các bác nha. Tiếp theo một em dáng quần jean quần kaki cho các bác này. Một em vàng bò rất là đẹp luôn này các bác. Trời ơi, màu này lên quần jean quần kaki rất là ok luôn nha các bác. Size chuẩn kem đó là size 41 ạ. Size 41 màu vàng bò này các bác. Màu vàng bò size 41 ạ. Form này mang lên chân rất là êm chân luôn nha các bác. Rất là êm chân, tại vì thiết kế của em nó là đến shop nha. Thương hiệu là Misobe này, Misobe đến từ Hàn Quốc nha các bác. Dòng này mang lên chân rất là êm chân luôn. Size chuẩn của em đó là size 41 ạ. Lòng trong của em nó là phun da dập hiệu toàn bộ này các bác. Misobe bên trong ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã C65, size 41, giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười ạ. Một em giày lười dáng bệt, đế thấp nha các bác. Dòng này là đế thấp ạ. Thiết kế của em đó là toàn bộ bằng da bò hết nha các bác, da bò trơn. Dòng này mình là quần sọc, quần jean, quần tây, quần kaki đều ok, mình khỏi phải mang tất cũng được nha. Đó, giày lười rất đẹp luôn này các bác. Size chuẩn kem đó là size 40.5 nha các bác, size 40.5. Nó thuộc dạng giày hài nha các bác, rất là thấp này. Đó, made in Japan này, em này đến từ Nhật nha các bác. Size chuẩn là 41 nhưng mà form này rất là bé, chân 40.5 mang ok thôi nha các bác. 41 thì chân bác nào phải thon cơ. Cho nên mà đôi này mà 40.5 thì mang thoải mái hơn nha các bác. Lòng trong của nó phun ra toàn bộ này các bác, dập hiệu bên trong ạ. Rất là đẹp luôn này, made in Japan bên trong. Đó. Đế nó đế da nha các bác, đế da. Size chuẩn kem là size 40.5 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã C54. C54 size 40.5, giá 450k. Tiếp tục một em giày lười. Size chuẩn kem đó là size 39.5 nha các bác. Mũi nó hơi nhọn nha các bác. Giày lười mũi nhọn, size 39.5. Đó, thiết kế rất đẹp này các bác. Cái chỗ này cái dây, cái này là dạng như dây luôn nha các bác. Nó làm điểm nhấn rất là đẹp luôn ạ. Size chuẩn kem đó là size 39.5 nha các bác. Form dáng rất đẹp này, độc lạ nha các bác. Size chuẩn kem đó là size 39.5. Mũi nó hơi nhọn nhọn chút xíu nha các bác. Lòng trong của em đó là phun da toàn bộ rất đẹp luôn này các bác. Đó. Size chuẩn kem đó là size 39.5 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã C58, size 39.5, giá 450k. Tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười. Một em giày lười form Nhật nha các bác. Dòng này đế này được thuộc dạng đế xốp nên mang rất là nhẹ nha các bác. Size chuẩn của em đó là size 41 ạ. Size 41 nha các bác. Form trơn đơn giản nè, size chuẩn là 41. Dòng này mang lên chân rất là êm chân nha các bác. Da mềm lắm ạ. Da con này mềm lắm luôn nha. Size chuẩn là size 41 ạ. Bộ đế của em đó các bạn này còn rất là đẹp luôn. Đế này là mang rất là êm nè. Size chuẩn kem đó là size 41 nha các bác. Size 41 ạ. Lòng trong của em nó là phun da dập hiệu toàn bộ này các bác. Made in Japan, nó dập bên trong luôn nha các bác. Lót này lót liền nha các bác. Lót liền lót da. Size chuẩn kem đó là size 41 ạ. Các bác nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em, đó là mã C61, size 41, giá 450k. Các bác chốt đơn có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua số điện thoại Zalo em để trên màn hình các bác nha. Em xin chào các bác, em hẹn các bác vào live tối nay nha.